Xin được trân trọng kính mời mẹ sẽ trao một món quà rất ý nghĩa cho con dâu ạ. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ, các nhà camera quay phim chụp ảnh, chúng ta cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. Tiếp theo thì xin được trân trọng kính mời bố ạ sẽ trao một món quà rất ý nghĩa cho con trai. Cầu chúc cho hai con sẽ luôn yêu thương, gắn bó, trọn đời hạnh phúc bên nhau. Xin mời bố ạ. Và chúng con cũng xin được cảm ơn hai ông bà là thân sinh của cô dâu đã có những món quà rất ý nghĩa dành tặng cho cô dâu chú rể tại tư gia gia đình họ nhà gái. Xin được cảm ơn bố mẹ hai bên rất nhiều ạ. Và ngay sau đây thì chúng con xin được trân trọng giới thiệu bà nội của chú rể cũng có một chút quà xin được lên sân khấu để dành tặng cho hai cháu. Chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin mời bà nội ạ. Vâng, xin được thay lời ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng giới thiệu một món quà rất ý nghĩa của bà nội của chú rể xin được dành tặng cho hai cháu. Chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Vâng, xin được thay lời cho cô dâu chú rể xin được cảm ơn bà nội rất là nhiều. Và xin được chúc cho bà luôn sống vui, sống khỏe như cây đa cây đề để con cháu lương tựa. Cảm ơn bà nội rất nhiều ạ. Tiếp sau đây thì cho phép con xin được trân trọng kính mời bà ngoại ạ. Một món quà rất ý nghĩa của bà ngoại của chú rể xin được lên sân khấu để dành tặng cho hai cháu. Chúc cho hai cháu được trăm. Xin được trân trọng kính mời chị Nhàn và em Linh ạ, cũng chuẩn bị ạ, có những món quà rất ý nghĩa xin được chuẩn bị lên sân khấu để dành tặng cho cô dâu chú rể ạ. Xin mời ạ, món quà tiếp theo ạ của chị Nhàn và em Linh ạ, xin mời. Cho phép con xin được thay lời cho cô dâu chú rể cảm ơn bà nội bà ngoại ạ. Và ngay sau đây thì xin mời chị Nhàn và em Linh ạ, xin mời ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình chú Hiệp Duyên ạ, cũng chuẩn bị có những món quà rất ý nghĩa chuẩn bị lên sân khấu ạ. Vâng, cho phép con cảm ơn bà nội bà ngoại ạ. Tiếp theo ạ, xin được trân trọng kính mời ạ gia đình chú Hiệp Duyên ạ. Xin được trân trọng kính mời gia đình chú Hiệp Duyên ạ. Và sau đó thì xin mời các bác, các cô, các anh, các chị ạ. Em của bố của chú rể ạ, xin mời chúng ta sẽ có ai cũng có những món quà thì quý vị chúng ta sẽ cùng chuẩn bị lên sân khấu để dành tặng cho cô dâu chú rể ạ. Và xin được trân trọng kính mời ạ. Ở bên ngoài ạ, cho phép con xin được trân trọng kính mời gia đình bác Phương Toản ạ. Cũng có một chút quà xin được lên sân khấu để dành tặng cho hai cháu. Chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác Chuyên rất nhiều ạ. Tiếp theo ạ, cho phép con xin được trân trọng kính mời ạ các bác ở bên ngoài ạ. Vâng, một món quà rất ý nghĩa của gia đình bác Phương Toản xin được lên sân khấu để dành tặng cho hai cháu. Chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời bác. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các nhà camera quay phim chụp ảnh, chúng ta cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. Vâng, xin được cảm ơn hai bác rất nhiều ạ.